Tên này là mới bị bắt vào. Nhìn thì không giống một tên bệnh phu Nam Á bình thường. Xem ra ngài Batman hôm nay có thể được luyện võ rồi. Ngươi, ra đây. Đi vào. Ta nghĩ có nhiều tráng sĩ. Tên này sẽ không chịu nổi ba chưởng của ta. Đúng vậy, quyền chưởng của ngài vô cùng lợi hại. Tôi thấy hắn ta một quyền chưởng cũng không chịu nổi. Xem tứ chi của hắn ta có khỏe không. Ngươi nghe đây, trèo hai vòng để cho ngài bẹt na thêm. Xem ngươi có lành lặn không. Đứng lại. Hãy thả tôi ra. Tôi có quan tình. Bị quan. Bị quan mà tuần tra viên của chúng ta bắt đưa vào đây sao. Mau trèo hai vòng để ngài Bertrand xem. Chút nữa xem ngài Bertrand vui. Có lẽ sẽ cho người ra sớm vài ngày. Mau lên, mau lên. Tôi đã bị người ta hãm hại. Xin quan phủ minh xét. Sao người nhiều lời thế. Ta nói cho người biết đây là khu tù giới Pháp. Không có quan phủ. Không cần quan tâm đến chuyện gì. Tất cả đều do ngài Bertrand quyết định. Bảo ngươi trèo, ngươi còn không trèo. Chút nữa ngài Bertrand không vui cho ngươi một phát súng. Ngươi hiểu không? Đường đường là một nam nhân cao 7 thước. Ông dựa vào đâu mà bắt tôi trèo? Ngươi cứ đợi đấy. Hai vị. Hai vị. Bắt hắn trèo. Hay lắm. Ngươi biết múa xiếc sao? Hỏi ngươi đấy. Ngươi biết vị này là ai không? Ta nói cho ngươi biết, vị này là lãnh sự Pháp, chủ tịch hội đồng công nghị khu tư giới Pháp, ngài Bertrand. Lãnh sự đại nhân, tôi không phạm tội. Ngài bắt sai người rồi. Xin hãy thả tôi ra. Đồ đệ của tôi Tiểu Ngũ bị kẻ gian hãm hại. Nó mới có 11 tuổi. Tôi phải đòi lại công bằng cho nó. Đồ đệ. Theo ngươi học cái gì? Cũng là múa xiếc à? Lúc nãy ngươi nhảy không tệ. Linh hoạt giống như một con khỉ. Hãy nhảy lại một cái đi. Nhảy một cái đi. Ngài lãnh sự, bây giờ đã ngoài giờ làm rồi. Đừng gọi chức quan của ta. Lúc nãy ngươi nói thuộc hạ của ta bắt sai người. Như vậy thật không tốt. Chỉ cần họ tức giận thì ngươi mãi mãi sẽ không thể rời khỏi nhà lao này đâu. Thường đức lợi. Có. Hãy nói với tên biết múa xiếc này bây giờ nên phải làm gì. Vâng. Nghe cho rõ đây. Một chút nữa, ngài Bertrand của bọn ta muốn luyện vài chiêu với ngươi. Nếu ngươi có thể chịu được một chưởng thì hôm nay sẽ cho ngươi ăn thịt. Nếu ngươi chịu được ba chưởng thì ngươi sẽ được ăn thịt liên tục 3 hôm. Thế nào? Tôi không có tâm trạng đánh nhau với ông ấy. Còn phải có hứng sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đứng trước ngài Bertrand của bọn ta, ngươi còn không biết tốt xấu. Ngài Bertrand, hãy đánh thắng đi. Tôi cực đoán không chịu được 3 đòn của ngài đâu. Nếu tôi thua, tôi sẽ kêu tiếng mèo cho ngài xem. Chú ý của người được đấy. Cứ như thế đi. Được à? Đã học võ qua à? Đã học võ qua. Ngươi đừng tránh. Tránh nữa ta bắt chết ngươi đó. Ngươi không phải là múa xiếc. Ngươi đã luyện quyền pháp. Nếu ngươi có thể chịu được 3 quyền cước của ta, ta sẽ cân nhắc việc thả ngươi ra. Vậy thì được. Thế thì 3 quyền. Được.
Quyền cước hay. Ngài Bertrand, quyền cước của ngài thật đẹp. Xin hãy chấp nhận. Đã đánh xong ba quyền rồi, xin hãy giữ lời hứa của ngài. Được, được, để ta suy nghĩ. Ngài Bertrand, việc này ta nghĩ xong rồi. Ta muốn cởi trói còng chân và còng tay của ngươi ra. Ta với ngươi sẽ đấu tay đôi một trận. Ngài thân là một lãnh sự của một quốc gia, sao ngài lại thất tín đến thế? Đâu có. Lúc nãy ta nói, nếu ngươi chịu được ba quyền cước của ta, ta sẽ suy nghĩ về việc thả ngươi ra. Bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi, nhưng kết quả là sẽ không thả ngươi đi. Ngươi là tên Đông Á bệnh phu, có lực chiến đấu nhất mà ta từng gặp, rất khó gặp được. Ngươi ở lại đây cùng ta luyện quyền, ta sẽ cho ngươi ăn thịt mỗi ngày. Ta đã nói rồi, ta không có hứng đánh nhau với ngài. Người Tây các ngươi tự xưng là đến để khai sáng tôn trọng tự do, mong đừng xem thường tôn nghiêm của ta. Muốn có tôn nghiêm, trừ phi thắng được ta, hãy mở khóa tay ra đi, nếu không sẽ bị ta đánh như một con chó nằm bò dưới đất, điếm đất đấy. Đây là trên lãnh thổ của Trung Quốc. Người Tây Dương, đừng có ngang tàn bạo ngược. Người có cái gì, bắn chết hắn đi. Dám vô lễ như vậy trước mặt ngài Bertrand, bắn chết hắn đi, câm miệng. Là tự ngươi không muốn mở khóa tay, thì đừng có trách ta. Được, ngài Bertrand, ngài không sao chứ? Ngài đánh quyền pháp gì vậy? Trung Quốc quyền pháp. Kiêu căng tự đại, bắn chết hắn đi. Thượng Đức Lợi, ngươi thua rồi. Kêu tiếng mèo đi. Dần dần, đúng 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 đúng. Kêu tiếng mèo. Quyền cước Trung Quốc của người thật lợi hại. Ngươi tên là gì? Quách Nguyên Giáp. Quách Nguyên Giáp. Hắn chính là Quách Nguyên Giáp. Sao? Người biết hắn à? Quách Nguyên Giáp ở Thiên Tân là nhân vật vô cùng nổi tiếng, bách tính đều gọi hắn là Tân Môn Đại Hiệp. Đại hiệp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.